Tại sao phải nhổ răng khôn? Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Tri Thức Quanh Ta. Đã bao giờ các bạn phải chật vật chống chọi lại một chiếc răng khôn, một tréo ngoe và không theo quy tắc chưa? Cũng thốn đến tận rốn với nó đấy chứ chẳng đùa đâu phải không nào? Không biết tại sao lại sinh ra cái răng quái đạn ấy vậy nhỉ? Mà liệu có phải cứ nhất thiết là phải nhổ nó không đây? Đừng thắc mắc nữa, hãy cùng tôi đi tìm lời giải thích ngay bây giờ. Nào, bắt đầu thôi. Thông thường nếu trong số các bạn chẳng may ai đã từng một lần phải ghé thăm nha khoa thì đều được nghe bác sĩ sau khi khám răng xong thường báo rằng: "Cháu gặp vấn đề ở răng số 6, răng số 5 hoặc đại loại như vậy." Có nghĩa đó là ký hiệu để gọi tên trong nha khoa. Thế thì răng khôn là răng số mấy? Răng khôn hay còn gọi là chiếc răng mọc cuối cùng ở mỗi người và thường mọc khi con người chúng ta đã bước vào lứa tuổi trưởng thành trong khoảng từ 17 tới 25 tuổi. Chính xác thì răng khôn được gọi là răng số 8 nhé các bạn. Vì là đứa em út trong một hàm răng nên vị trí mọc của răng khôn chắc chắn là phải ở trong cùng của cung hàm rồi vậy thì các bạn có thể trả lời ngay được câu hỏi mỗi người sẽ có bao nhiêu chiếc răng khôn chưa chắc chắn là bốn rồi vì vị trí mọc của nó là trong cùng của cung hàm vì vậy mà mỗi hàm sẽ có hai chiếc răng khôn ngự trị ở bên trái và bên phải của mỗi hàm cơ đấy đến đây thì mọi chuyện có vẻ dễ hiểu hơn rồi phải không nào chúng ta cùng tưởng tượng nhé mỗi một hàm răng thường thì khoảng trống trong cùng của hai bên hàm là rất ít, do vậy mà nếu răng khôn mọc lên sẽ không đủ vị trí để thoải mái phát triển. Tôi vẫn hay gọi vui là nhà chật. Nhà chật thì dĩ nhiên là phải chen chúc nhau rồi phải không nào? Đúng vậy đấy, phần lớn răng khôn đều mọc lệch vì trên cung hàm không đủ chỗ cho tất cả 28 chiếc răng. Do không còn đủ vị trí nên khi đó chiếc răng khôn sẽ tìm cho mình một vị trí để mọc thường thì sẽ mọc ngược vào phía trong xương hàm hay đâm thẳng về phía chiếc răng hàm số 7 ở ngay bên cạnh. Ôi chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy miệng mình tự dưng có cảm giác vướng víu, khó chịu rồi đúng không mọi người? Nhưng liệu có phải ai cũng phải nhổ răng khôn không nhỉ? Tại sao có những người sống đến già rồi vẫn chưa từng nhổ răng khôn? Lẽ nào họ chịu đau đớn giỏi vậy sao? Không phải đâu các bạn ạ, à. bên trên thì tôi đã giải thích rồi đấy chỉ trường hợp nhà chật thì mới cần giải phóng bớt thành viên thôi. còn trường hợp nhà rộng thì thành viên sinh sau cứ vô tư bình thường mà sinh sống thôi. nghĩ là khoảng trống trong cùng của hàm chúng ta đủ rộng thì chiếc răng khôn vẫn phát triển như một chiếc răng hoàn toàn bình thường. đó các bạn ạ. vậy theo bạn răng khôn có gây nguy hiểm gì không? do đặc trưng một ngầm một lệch nên nhiều khi chúng ta không phát hiện được mình Đau răng là do chiếc răng số 8 này gây nên. Vì thế, theo mình tốt nhất, hãy bớt thời gian tìm gặp ngay một bác sĩ nha khoa nhé. Nếu chúng ta gắn chịu đau đớn để liều không nhổ, thì hậu quả không thường đâu nhé mọi người. Vì sao vậy? Hãy cùng theo dõi nhé. Khi các răng đã mọc đủ chỗ, răng khôn mọc chen lên có thể phá vỡ phần núi. Từ đó làm thức ăn và vi khuẩn có thể bị mắc kẹt, gây viêm nhiễm nướu, khiến nướu bị đỏ sưng và đau đớn. Răng khôn mọc lệch sẽ dễ ảnh hưởng các răng bên cạnh, khiến những răng này dễ bị tổn thương như sâu răng, lung lay. Răng khôn có thể mọc đâm sang răng số 7. Bên cạnh việc gây tổn thương cho răng này, gây kích ứng nướu, đau nhức dữ dội, bệnh nhân không chỉ phải chịu đựng những cơn đau mà nguy cơ mắc bệnh răng miệng hoặc mất răng là rất cao. Chưa dừng lại ở đó, trong nhiều trường hợp, những bất thường của răng khôn nếu không được chữa trị kịp thời có thể gây nhiễm trùng. Tình trạng này rất dễ lây lan sang khu vực xung quanh như má, mang tai, mắt cổ, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng nữa đấy với những trường hợp trên bác sĩ sẽ chỉ định bạn nhổ răng để tránh ảnh hưởng đến các răng bên cạnh và tình trạng răng miệng của các bạn về sau này hãy nghe theo lời khuyên của bác sĩ nhé đừng cố chấp chủ quan nha các bạn sau khi đã nhổ xong những chiếc răng quái gỡ kia thì các bạn cũng không được chủ quan về việc chăm sóc sức khỏe đâu nha quan trọng lắm đấy nhé trước hết thường sau khi chiếc răng khôn được cách ly ra khỏi hàm thì các bạn sẽ có những biểu hiện như sau Thứ nhất, cơn đau sẽ kéo dài khoảng 3 ngày, tuy nhiên nếu dùng thuốc giảm đau do bác sĩ kê đơn thì cảm giác đau sẽ giảm nhanh. Trường hợp sau vài tuần vẫn còn đau thì nên thăm khám sớm. Thứ hai, máu có thể chảy trong 24 giờ đầu sau khi nhổ răng khôn. Nếu thấy nước bọt có màu hồng thì không có gì phải lo lắng. Thứ ba, một số người bị sưng vùng gốc hàm sau khi nhổ răng khôn, các cơ bị co lại Khít hàm thường kéo dài trong 2 đến 3 ngày, nếu quá một tuần là bất thường, cần đến gặp bác sĩ ngay. Ngoài ra cách chăm sóc bản thân mình thì cũng cần thật chu đáo nhé. Tự mình chủ động lo cho mình là điều tuyệt vời nhất các bạn ạ. Trong vòng 24 giờ sau khi nhổ răng, tuyệt đối không súc miệng, không khạc nhổ nước bọt, không uống các đồ nóng để vết thương nhanh lành. Chọn loại thức ăn mềm, lỏng ít nhất 3 đến 5 ngày. Các bạn nhớ rõ chưa? nếu bạn lại tính đồ của những loại hoa quả cứng như cốc ổi thì cũng nhớ là tạm quên chúng đi nhé các bạn nam thì nhớ không uống rượu bia không hút thuốc lá trong thời gian mới nhổ răng ngoài ra cũng nên hạn chế hoạt động quá sức lao động nặng nhọc trong vài ngày luôn vệ sinh răng miệng sạch sẽ đặc biệt là tuân thủ theo hướng dẫn của bác sĩ nhé vì răng khôn là nơi tập trung nhiều dây thần kinh do đó việc chẩn đoán và đánh giá tình trạng răng khá phức tạp Kỹ thuật nhổ răng khôn không đơn giản như những chiếc răng thông thường khác, đòi hỏi mất nhiều thời gian hơn và phải được thực hiện bởi bác sĩ có tay nghề cao. Vì vậy nếu chẳng may có phải nhổ bỏ nó thì các bạn cần tìm đến bệnh viện đáng tin cậy, có chất lượng dịch vụ thật tốt nhé. Chúc mọi người có một hàm răng thật xinh đẹp chắc khỏe và mong rằng những chiếc răng khôn hãy mọc khôn theo đúng tên gọi của nó, chưa răng khôn mà mọc dại thì phức tạp lắm phải không mọi người? Và video ngày hôm nay cũng xin kết thúc tại đây thôi. Hy vọng rằng trong mấy phút đồng hồ vừa qua đã trang bị cho các bạn những kiến thức thật bổ ích để gìn giữ sức khỏe răng miệng nhé. Hãy luôn đồng hành cùng kênh YouTube Tri thức quanh ta mỗi ngày nha. Xin chào.